Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm tiếp tập 2 về vẽ chuột, những cái chú chuột đơn giản, ngộ nghĩnh dễ thương nha. Rồi bắt đầu mình vô mẫu vẽ luôn nha các bạn. Rồi, đã tiếp tục mình sẽ chấm cái chú một cái chú chuột ngay vị trí này. Chấm ngay đây. Rồi, mình vẽ cái đầu chú chuột. Rồi đây cũng vậy. Rồi, ok. Đây thì mình vẽ cái lỗ tai của chú chuột. Cũng vậy, một cái lỗ tai của chú chuột. Rồi tiếp tục. Ở đây thì mình vẽ cái mình của chú chuột hết các bạn. Mình của chú chuột ở đây. Chuột. Mình vẽ cái đuôi của chú chuột. Cái đầu của chú chuột. Rồi đây là cái chân của chú chuột đây. Tập vẽ cái chân của chú chuột. Rồi ở đây đi lên. Từ đây đi lên nhẹ đây cái không ạ. Rồi tiếp tục ở đây. Lại vẽ cái chân của chú chuột tiếp tục. Mình chấm con mắt ngay đây các bạn, con mắt của chú chuột ngay đây. Đấy, rồi mình chấm cái mũi ngay đây. Mình thích vẽ những chú chuột như thế này lắm các bạn, nhìn nó vui vui. Rồi tiếp tục ở vẽ hai cái râu ngay cái mũi, chuột nó có hai cái râu ngay cái mũi các bạn ha. Rồi bên đây cũng vậy, nó có hai cái râu ngay cái mũi. Đó, mình vẽ chuột này mình mắc cười quá, nhìn là nó vui quá. Rồi tiếp tục ở đây mình lại vẽ cái đuôi của con chuột ở đây ha. Từ đây cái đuôi chuột nè, đuôi chuột là nó vòng qua đây. Đó. Vòng đây. Rồi đó cái đuôi chuột là các bạn ha. Rồi mình vừa vừa vẽ cho các bạn xong một cái chú chuột rất là ngộ nghĩnh, rất là dễ thương. Rồi bây giờ mình vẽ thêm một chú chuột nữa cho các bạn xem ha, một chú chuột mẫu khác nữa. Rồi bây giờ sau khi mình vẽ chú chuột xong mà đợi nó bột nó khô đi, nó khô rồi mình hãy sơn tép ha các bạn ha. Giờ bây giờ mình sơn tép đây, mình sơn tép chú chuột này đây. Chú chuột này vẽ rất là nhanh các bạn ha. Đó đây là những cái mẫu Tết mà đơn giản các bạn vẽ, các bạn dễ kiếm kiếm tiền mà nó hot nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình vẽ nhanh, không có mất thời gian cầu kỳ của các bạn ha. Mình vẽ những cái mẫu rất là đơn giản, rất là lẹ đó ha. Xong được một chút chuột ngộ nghĩnh nữa đó các bạn, thấy dễ thương không? Rồi còn lại là mình hơ đèn thôi các bạn ha. Rồi trong thời gian hơ đèn thì mình sẽ vẽ tiếp những chú chuột khác nữa cho các bạn chúng ta cùng học ha. Giờ mình bấm đèn hơ cái rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cho các bạn một chú chuột nữa cũng rất rất là dễ thương ha. Rồi đây bây giờ thì mình sẽ vẽ một cái chú chuột này đây. Vẽ tiếp tục một cái chú chuột nữa các bạn. Rồi từ đây cũng bắt đầu từ đây mình sẽ vẽ một cái chú chuột đây. Rồi cái đầu tay thì cứ bắt đầu từ đây. Rồi mình sẽ đứt một quả nha các bạn, mình sẽ đứt một quả xong mình vẽ cái phần từ đây nha. Mình sẽ đứt một quả xong mình vẽ cái phần. Cái này mình lại đi cái
cái đuôi của chú chuột. Thì từ đây mình sẽ đi cái đuôi nè các bạn. Nó sẽ bắt đầu cái kích thước phần này nó hơi dày một xíu. Đi cái đuôi, đi vào những cái đuôi đây. Rồi xong cái đó mình nối một đường xuống nè. Đúng rồi. Rồi. Rồi đó, ở đây mình nhẽ cái lỗ tai này thì nó sẽ nằm như thế này nè các bạn. Nó sẽ nằm ngay vị trí này. Đi vòng các bạn. Rồi tiếp tục mình dễ con mắt của chú chuột nằm ngay một tí này, dễ con mắt của chú chuột nằm ngay một tí này nha. Rồi cái lỗ mũi chú chuột thì mình cũng chấm một cái đường tròn ở đây, đúng không? Mình chấm đường tròn ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ hai cái râu thính này, nhưng dụng dữ dội lắm nè, đó được chưa? Cái râu thì các bạn ráng nâng cái mũi cọ lên rồi mình chuốt thiệt là bén cọ nha. Đây cái này nè, đây xuống nè, đó, ăn dùng bà cố luôn đó, thấy chưa các bạn? Rồi ở lớp này này thì mình đồ nó hơi đậm chút này chút xíu, nó sao thì nó hơi đậm chỗ này chút xíu nè. Rồi bên đây cũng vậy, mình đồ nó cũng hơi đậm chút xíu. Mình vừa vẽ xong một cái chú chuột rất là mập, ăn dữ quá nó mập hết các bạn. Rồi mời các bạn xem ha. Rồi thì những cái clip đầu tiên á là mình vẽ cho các bạn là hai cái chú chuột này. Rồi tới cái clip này tối vậy, sao tối vậy? Rồi xa quá là người ta không thấy được nét vẽ. Rồi bây giờ mình sẽ sơn tớp ha các bạn ha, mình sơn tớp của chú chuột này nha, tối quá là không thấy được cái nha. Chú chuột này ăn dữ quá là mập ú quá các bạn ha. Rồi mình chỉ còn lại là mình sơn tớp của mình hơi đen nữa thôi các bạn nha. Rất là ngộ nghĩnh và rất là dễ thương ha. Bạn nhìn thấy rõ không? Xích qua đây là tại vì có ánh đèn bên này, bên kia không có ánh đèn. Đó, rất là đẹp các bạn ha. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn chúng ta vẽ thành công. Nhớ đừng quên đăng ký kênh cho mình nha. Nhớ like, share và chia sẻ để nhiều người cùng biết đến Homenail và cùng học những cái kỹ thuật bên mình ha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công. Bye bye.